Chào tất cả các bạn, hôm nay bóng đá nét chấm vn đang có mặt ở trên sân vận động số 3 của trung tâm đào tạo trẻ bóng đá Việt Nam, quay trực tiếp trận U16 nữ Việt Nam và U16 nữ Uzbekistan. Ở trận đấu lúc 13 giờ vòng 1 của giải loại U16 nữ châu Á 2017 thì các cầu thủ Australia đã thắng động các cầu thủ Palestine. Còn ở trận đấu thứ hai diễn ra 15 giờ ở sân thi đấu số 1 thì hai đội tôi xin lỗi trong tạm thời là tôi quên mất danh tính, tại vì cũng đang quay trực tiếp nên là nhưng mà tỷ số của hai đội đang là 1-1. Anh ở sân kia đội nào gặp đội nào vậy? Hồng Kông như thằng Iran là Iraq. Vâng, cảm ơn nha. Ở sân bên kia thì hết hiệp 1, trận đấu vào lúc 15 giờ thì đội Hồng Kông và đội Iraq đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Trận đấu này thì các cầu thủ U16 nữ Việt Nam thì đánh giá cao hơn. Anh. Vâng, em cảm ơn. Hình của nữ Việt Nam hôm nay ra quân số 5 Nguyễn Thị Thùy Linh, số 9 đội trưởng Trần Thị Hải Linh, số 16 Ngân Thị Văn Sứ Vạn Sự, số 18 Lê Thị Kim Lành, số 19 Hà Thị Ngọc Uyên, số 20 Nguyễn Minh Nhất, số 21 Trần Thị Thu Xuân, số 25 Phan Thị Thu Thìn, số 33 là thủ môn Trần Thị Trang, số 35 Thanh Nhã, số 37 là Nguyễn Thị Lệ. Như vậy là các cầu thủ nữ Việt Nam mặc áo đỏ, còn các cầu thủ Uzbekistan mặc áo quần áo trắng, và hiện tại thì cầu thủ đội trưởng số 9 của đội bạn đang bị chấn thương, đang bị đau phải nằm sân. Đang chuyền bóng cho hậu vệ bên trái là Ngọc Uyên. Đây là giải đấu thuộc vòng loại nữ châu Á 2017. Giải đấu gồm có đây là ở bảng D. Giải đấu ở bảng D này thì gồm có 6 đội: Việt Nam, Uzbekistan, Hồng Kông, Iraq và Palestine, Australia. Vậy là sau vòng đấu này, với cái diễn tiến trên sân hiện tại thì chắc chắn gần như là 99% là nữ U16 Australia sẽ giành ngôi đầu bảng sau vòng 1. Nhưng mà họ đã thắng đội nữ Palestine với tỷ số là 28-0, tỷ số kinh hoàng. Trận đấu này thì giới chuyên môn nhận định đội nữ Việt Nam nhỉnh hơn đội bạn một chút, và vì thế thì không thể xem thường đội bạn được. Và các cầu thủ U16 Việt Nam đã vào trận với sự chắc chắn, an toàn. Đầu tiên họ cầm bóng rất chắc ở phần sân nhà và không ồ ạt tấn công mà nguy hiểm rồi. Không được rồi thưa các bạn. Tình huống đó phải là một tình huống penalty của U16 nữ Việt Nam khi mà đội áo trắng Uzbekistan truy cản trái phép, nhưng trọng tài chỉ cho các cầu thủ nữ Việt Nam được hưởng quả phạt góc. Yeah.
huấn luyện viên trưởng của U16 nữ Việt Nam là ông Giả Quảng Thác, người rất quen mặt bóng đá nữ Việt Nam, bóng đá nữ Hà Nội. Ông Giả Quảng Thác đã nhiều năm huấn luyện đội Hà Nội thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Hiện tại ông đang huấn luyện đội U16 nữ Việt Nam. Trợ lý cho ông Giả Quảng Thác là cựu tuyển thủ nữ Mai Lan. Đây là nữ cầu thủ của đội Quảng Ninh, từng tiền vệ trụ cột nhiều năm của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đã từng giành 2 huy chương vàng năm 2003 và 2005 SEA Games, một là SEA Games ở Việt Nam, một năm là SEA Games năm 2005 là ở Myanmar. Vậy là từ đầu trận đấu đến giờ thì trọng tài đã phải 3 lần tạm dừng trận đấu để nhắc nhở các cầu thủ. Không được rồi. Trời ơi. 16 ngoài vòng sút luôn mà nữ cũng hơi khó chuyền. Cái đan thành công rồi. Được. Cầu thủ số 19 của bên nữ Việt Nam là Ngọc Uyên đã kịp thời cướp bóng sút. Vậy là nữ Australia đã thi đấu trận đầu. Và theo quan sát của tôi thì có khá nhiều khán giả của Australia đến sân để theo dõi. Và đến bây giờ họ cũng nán lại để xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu đối thủ chính của họ tại vòng loại giải U16 nữ châu Á 2017 này. Muốn vượt qua vòng bảng và giành một tấm vé duy nhất đi tiếp vào vòng chung kết năm sau thì các cầu thủ nữ Việt Nam cần phải vượt qua Australia, đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu này. Rất tốt. Không được rồi. Kim Lành quyết định đột phá nhưng hậu vệ đội bạn đã hậu vệ người hậu vệ thứ hai vào bóng đã kịp thời cản phá. Cuốn về ống này.
số 11 cũng đi tan trong sinh thế à? Rất may mắn nếu không có pha cản phá bằng, có thể nói là ngẫu nhiên thôi, bằng tay của Ngọc Uyên thì có lẽ Uzbekistan sẽ có một tình huống cực kỳ nguy hiểm để mà áp sát khung thành của thủ môn Trần Thị Trang. Vậy là chúng ta bị một quả đá phạt cách khá xa khung thành. Đội trưởng của đội bạn quyết định sút xa, nhưng thủ môn Trần Thị Trang đã ôm gọn được trái bóng. Có ăn Úc, ăn sao Úc, Úc khỏe thế. Với cái thế trận như thế này thì cũng chưa rõ được là đội nào sẽ chiến thắng ở trận đấu này. Uzbekistan không phải là tay mơ, nếu mà xem họ từ đầu trận đấu đến bây giờ, họ tổ chức phòng ngự tốt, bóc lót cho nhau rất tốt và phản công cũng khá nhanh, rất nhiều cầu thủ nữ nhanh nhẹn, chỉ một đường bóng dài, các cầu thủ Uzbekistan đã tràn hết cả lên bên phần của nữ Việt Nam, chứng tỏ họ cũng thể lực khá tốt. Số cho đội Việt Nam. Ở tình huống vừa rồi thì nữ cầu thủ Vạn Sự đã rất nỗ lực theo hết tình huống bóng từ một đường đá dài của cầu thủ đội nhà và chị đã vượt qua cả thủ môn đội bạn để ghi bàn thắng. Có thể nói là Vạn Sự là một cái tên khá may mắn bởi vì nó đi liền với chữ Vạn Sự Như Ý. Trận đầu tiên của đội tuyển U16 nữ Việt Nam, bàn thắng đầu tiên được ghi do Vạn Sự. Đội tuyển số 9 của đội bạn rất khỏe. Nào, vị trí nào? Vị trí, nhập. Vị trí có ai nhìn lại nào? Nhìn bóng đi, nhìn bóng đi, đẩy về anh lên. Đẩy về anh lên. Nhìn anh nhỉ? Chưa gặp thì huấn luyện tôi vẫn thủ môn thú hình nhận tiếp tục làm đường xẻ nách.
không được rồi. Anh ăn xin các bạn rất đáng tiếc đội tuyển Hải Linh đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà khu thìn nó sụt nó tạt sang quả cũng hiểm đấy chứ. Thìn ạ, khu thìn. Tại đây là thìn. Thìn. Vâng. Các cầu thủ Việt Nam đang rất hưng phấn. Rất tốt. Đối mặt không đâu. Hay không? Một tình huống không thể tin nổi. Thu Thiên tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Số 25 này anh. Anh em à? À đúng rồi, số 25. Thanh Nhã tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội. Có thể nói là chỉ có 2% đá ra ngoài, 98% là đá vào gôn. Một mình một gôn trống. Không hiểu sao cô lại đá ra ngoài ở đấy. Có thể là do một cái chân kịp thời với của thủ môn đội bạn đã làm chạch cái chân sút của Thanh Nhã. Nhưng mà cũng cần phải thông cảm với các cầu thủ nữ và là họ mới có 16 tuổi. Nên là có những tình huống mà tưởng như ăn thì lại không ăn, có những tình huống mà không ăn, tưởng như không ăn thì lại là những quả sút xuất thần hay là những quả mà gọi là không thể nghĩ tới là ghi bàn thì họ lại ghi bàn. Đó là cái phẩm chất của các cầu thủ trẻ, họ chưa có được sự ổn định. Tôi Thanh Tùng có hỏi đặt khi nào tôi xin hỏi, tôi xin trả lời là đây là sân thi đấu thứ 3, sân thi đấu đẹp nhất, mặt cỏ đẹp nhất của Việt Nam hiện tại ở Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam tại Mỹ Đình. Bạn sáng đoàn có nói có chắc là ít ngồi giữa, quay cho rõ, tôi xin phép là giữa có rất đông khán giả. Không có cả máy kính, máy quay, máy các nhà báo, nhà phóng viên đang ngồi rất đông để làm nhiệm vụ nên là tôi không thể ngồi ở đó được. Tôi phải chọn vị trí gần góc sân. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nhưng về các cầu thủ nữ Việt Nam. Đá này cũng lại được Úc Úc kỳ. Bây giờ thì các cầu thủ áp dụng đứng nước trong vòng 2 phút. Nếu mà trời thời tiết nắng quá thì giải đấu này cũng áp dụng cái luật được nghỉ đứng nước. Trận đấu đã trôi qua được 24 phút. Giải U16 châu Á vẫn áp dụng là 45 phút chứ không phải là 40 phút. Thông thường các giải đấu trẻ nữ thì cũng có nhiều nơi áp dụng luật thi đấu 40 phút một hiệp, nhưng giải đấu này vẫn là 45 phút một hiệp. Hiện tại vẫn là 1-0 với các cầu thủ nữ Việt Nam. Hôm qua quay đấy không?
anh bảo rồi không quay biết nhưng mà không quay đấy, không quay này, bộ nó xuống tận cuối kìa, hai là lên thế này cuối. Và bây giờ hiện tại thì các cầu thủ hai đội đã chuẩn bị ra sân để thi đấu tiếp. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 cho bạn tin Blue. Bàn thắng của đội U16 nữ Việt Nam do công của số 16 Nguyễn Thị Vạn Sự. Đội này không phải đội hay tập huấn trung tâm nữa, chủ yếu là trung tâm, chủ yếu là trung tâm. Một thêm một cái đứa nhưng mà nó tập huấn ở đây đây, nó thường là mấy đứa 35 ở Hà Nội này. Như vậy là theo tôi được biết thì các cầu thủ nữ U16 Việt Nam đã gắn kết với nhau được gần 2 năm rồi. Họ được đầu tư bài bản, tập trung tại trung tâm đào tạo trẻ đây trong thời gian là gần 2 năm và có sự bổ sung của một cầu thủ của một số cầu thủ nữ Hà Nội. Vì thế có thể thấy lối chơi của nữ 16 Việt Nam rất đường nét. Họ truyền ban bật nhỏ, khá tốt, kỹ thuật đồng đều. Và theo quan sát ở trên sân, với cái lối chơi hiện tại thì sẽ không ngạc nhiên nếu các cầu thủ chúng ta giành thắng lợi trước Uzbekistan. Chúa ạ. Chúa ạ. Tôi sát ngay từ phần sân đối phương. Cháu đang làm gì không? Đây cháu đang ở bên Bảo ạ. À. VN, VNA Express à? Không, bóng đá. Bóng đá nét ạ. À, bóng đá nét ạ. Viết bài à? Phổ viên chứ ạ. Làm dịu ra. Nói chuyện ngoài thì chẳng nói được như thế nào. Đây là cái thăng tết, chúng ta thoải mái. Bố chú người sang Sài Gòn này. Vâng, bố cháu đang đi ở cái đội nữ, giải nữ. Giải nữ ở trong Sài Gòn luôn. Đúng rồi, bạn Hải Hà có hỏi X280. Câu trả lời là chính xác, tỷ số chính xác là 28-0. Úc là đối thủ đáng ngại nhất của nữ U16 Việt Nam tại bảng D vòng loại U16 nữ châu Á lần này. Yeah.
quá thử lửa quá thử bao giờ con chưa con ra ngoài ra ngoài mỗi con bà nhầm mẹ Việt Nam nói mà nó bảo mẹ bạn con gái mà làm ông thế gì mẹ thật. Đang bụp thế mà bóng chả chết thì đã phạt rồi mà bóng chết luôn. Chờ coi điểm 2 ướt đá điểm 2 thì nó đi chân trái đi lên đá treo có cao được đấy. Nữ thường thường tình huống này là cực nguy hiểm luôn ấy. Chờ góc cao là được. Đấy. Đấy. Đấy nhá. Đấy. To như thế mà nó có đánh ra ngoài được. Đâu đấy. Đấy con đội trưởng kìa. Đỡ được 10 phần ăn 9.9. Gắt này nó làm đá thẳng rồi. Không được. Đó là từ U16 nữ Việt Nam đang tổ chức quay rất sát ở phần giữa sân, khiến cho đối thủ bế tắc. Chúng ta hãy chờ xem bàn thắng tiếp theo đến với đội nữ Việt Nam như thế nào. Lật cái thẻ về đằng sau. Cái gì đây nó chon chi vào đầu ấy. Đây còn dây chìm không này. Chi khát. Đang cái chân đâu đều. Lên tiền hơi phí. Chủ môn. Mà lại tin mà sĩ thì béo mẹ ấy, thời tiết nắng này nó rất mẹ. Con thủ môn nó béo quá. Quá béo.
thủ môn nó béo quá cơ. Nó như là chữ đội Palestine này chú. Ừ. Tua 28-0. Chưa được cái quả bóng. Béo quá cơ. Mẹ như một con ủ quỷ cơ. Như em chả. Thế mà về bây giờ là ăn vập nữa đấy. Ăn trưa này. Đừng ăn trưa. Đã đang về ăn trưa. 8 giờ tối lại ăn tối. Mẹ con nào cũng đủ to. Ôi là to. Quả này thì ăn rồi. Đây là các cầu thủ nữ Việt Nam đang được hưởng quả phạt ở vạch 16m50. Quả phạt quả này mà không vào. Khả năng và rất cao. Quá kém. Không được rồi. Cầu thủ nữ số 9 đội trưởng đã bóng thẳng vào hàng rào đội bạn. Vậy là nếu mà biết chắc chịu cơ hội, đội tuyển nữ Việt Nam, U16 nữ Việt Nam đã dẫn trước 3-0 rồi. Với hai pha áp sát khung thành, có thể nói là bỏ lỡ ghi bàn không tưởng của cầu thủ số 35. Nguyễn Thị Thanh Nhã. Một quả đã Thanh Nhã đã qua được cả thủ môn đội bạn ở và lúc bóng đang ở gần chấm 11m thì cô đã đá ra ngoài một cách đầy đáng tiếc. Và pha bỏ lỡ thứ hai thuộc về đội trưởng Hải Linh với một cú đánh đầu chỉ cách khung thành có 1,5m, cô đánh đầu bổng ra ngoài. Cơ hội không được rồi. Cầu thủ 16 số 16 Vạn Sự, cầu thủ vừa ghi bàn mở tỷ số bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Cô không chơi bóng hơi dài khiến cho hậu vệ đội bạn đã kịp thời phá bóng. Bình tĩnh. Hàng thủ của đội tuyển U16 nữ Việt Nam từ đầu trận tới giờ không phải hoạt động, không phải tăng sức nhiều, bởi vì đội bạn hầu như chưa có tình huống nào áp sát được khung thành của môn Trần Thị Trang. Tuy nhiên vẫn cần phải rất phải đề phòng bởi vì họ chơi phản công với đội trưởng số 9 Esidova. Dẫn một cầu nữ cầu thủ rất nhanh và khỏe. Vậy là các huấn luyện viên của đội nữ Việt Nam đã chỉ đạo các cầu thủ tấn công của chúng ta thường xuyên treo bóng vào giữa hai trung vệ đội bạn, và đây cũng là hai điểm yếu, cái điểm yếu của đội nữ U16 Việt Nam. Ban huấn luyện mà ban huấn luyện đội U16 nữ Việt Nam đã phát hiện ra. Người mặc áo vàng đang đứng chống tay vào cột ở khu vực kỹ thuật là ông Đặng Thành Cát, đội trưởng. Thanh Nhã đã phạm lỗi với hậu vệ bạn. Viên Giảng Tháp vừa yêu cầu các cầu thủ nữ của chúng ta áp sát luôn. Và như vậy là nữ Việt Nam đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Không được rồi, một cú truyền ngang
vào chân đội bạn nhưng mà lại tiếp tục là nữ số 15. Đạn sự. Hai cầu thủ rồi, ba cầu thủ. Tôi dưng ngang. Thu tim. Không có ai nhập vào. Thủ môn đội bạn. Kịp thời bắt gọn trái bóng của môn Zarina. Rất hay, cú đột phá rất hay. Nhưng phát kết thúc từ ngoài vòng 16-50 để bạn sự đã không được như ý. Có thể nhận thấy rõ là khả năng đột phá của các cầu thủ nữ 6-5 rất tốt. Đối mặt rồi, không được rồi. Tiền đạo đội trưởng của chúng ta, tiền vệ công Hải Linh không theo kịp được đường xỉa khe vừa rồi. Nếu mà cô chạm bóng cuộc kia bắt kịp trái bóng đó thì có lẽ là một tình huống đối mặt với thủ môn đội bạn. Cái này cứ xúc em cứ xúc xa mình xa nữa gôn bay kém vạn sự. Vậy là chỉ còn 4 phút nữa, hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc và hiện tại đội U16 nữ Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Mà tỷ số này cũng phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Rất đáng tiếc là chúng ta còn vài cơ hội nữa nhưng không tận dụng được. Nếu không thì tỷ số sẽ được sẽ còn cao hơn nữa. Thế nhưng trận đấu cũng mới chỉ diễn ra một hiệp và chưa biết cục diện hiệp 2 sẽ thế nào, bởi đội bạn cũng tỏ ra là một đội bóng khỏe. Tuy họ không bài bản, họ không cầm bóng truyền bóng ban bẩn như tuyển nữ U16 Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn cần phải thận trọng, bởi vì thể lực của họ cũng rất tốt và những quả truyền dài cho tiền đạo đua cũng khá nguy hiểm. Từ đầu trận cũng có hai tình huống rồi, nhưng mà chúng ta cũng rất là thận trọng nên là đội bạn không có cơ hội để áp sát khung thành của thủ môn Trần Thị Trang, cầu thủ số 9. Các bạn thủ môn số 9 như thể hình đường ngang khá lớn nhưng mà cô rất nhanh, rất chắc chắn. Bắt luôn những người này.
Vậy là trong phút cuối hiệp 1 thì chúng ta vẫn tiếp tục ép sân. Nhưng bàn thắng tiếp theo vẫn chưa đến với các thủ nữ U16 Việt Nam. Đột phá rất hay, có hai cầu thủ rồi thu chi, nhưng mà rất đáng tiếc là cô lại để bóng trôi qua đường biên dọc vì cú dẫn bóng của cô hơi dài. Sai kỹ thuật, các cầu thủ nữ U16 Việt Nam được giành lại quyền ném biên. Vậy là nhiệt độ hôm nay trên sân hiện tại đang là 38 độ C. Được vị rồi. Một thời tiết là không thể lý tưởng để diễn ra một trận đấu với các cầu thủ trẻ như thế này, 38 độ C. Khá nóng sau những ngày mưa bão vừa qua ở Hà Nội thì đến hôm nay thời tiết chợt đột nhiên là nắng nóng. Vào lúc trưa nay, lúc 12 giờ thì chúng tôi đo được là nhiệt độ đã lên đến 41 độ. Và đồng hồ ở xa kia đã nhích lên con số 39 độ rồi. Hy vọng là trong hiệp 2 thì thời tiết sẽ dịu hơn để các cầu thủ nữ trẻ của chúng ta. There will be 3 minutes of extra time. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 3 phút. Như vậy là 3 phút là thời gian bù giờ của hiệp 1. Rất nguy hiểm. Không sao được. Nguyễn Thị Lệ đã kịp thời bọc lót. Vạn Sự có hai cầu thủ rồi, không được rồi, rất tiếc chỉ còn trung vệ của đối phương Vạn Sự đã không qua nốt được. Nguyễn Thị Lệ, Hải Linh vừa truyền qua số 18 Kim Lành. Tài đã tạm dừng trận đấu bởi vì một cầu thủ đội trưởng của các bạn đang bị đau, đang nằm sân. Hai cầu thủ số 8 và số 9, như vậy số 8 đã đứng dậy rồi, số 9 cũng vậy. Đây là cầu thủ nguy hiểm nhất của những Uzbekistan. Quân à, quân Hà Dưa, Hải Dư à, ba đường. Như vậy là do thời tiết quá nắng nóng nên là các nữ cầu thủ mặc dù chỉ còn một phút bù giờ nhưng các cầu thủ vẫn ra ngoài sân để tiếp nước. Thank you.
thật hay. Nguyễn Thùy Linh vừa có cú sọc bóng rất đẳng cấp, đặt bóng trong chân của cầu thủ Uzbekistan. Phạt rồi, chúng ta đã hưởng một phạt. Cách khung thành cỡ 40m, khung thành đối thủ cỡ 40m. Và rất có thể đây là tình huống cuối cùng của hiệp 1 này, khi mà thời gian bù giờ đã trôi qua đến phút thứ 4 rồi. Đứng trước bóng là đội trưởng Hải Linh. Rất đúng điểm. 2-0 rồi. 2-0 rồi cho các bạn rút cú truyền bóng vào khu vào nách hai trung vệ. Đã giúp cho cầu thủ số 16 Vạn Sự ghi một cú đúp. Cast from Vietnam by player number 16 Nguyễn Thị Vạn Sự. Vạn Sự là cầu thủ đã ghi được cú đúp và ngay lập tức thì trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Tỷ số hiện tại đang là tạm thời 2-0. Xin mời các bạn nghỉ ngơi trong ít phút. Chúng tôi sẽ đến các bạn hiệp 2 của trận đấu sau ít phút nữa.